Lại là em, xe đạp thể thao Quang Lâm với các bác ơi. Nội dung video ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến bác ba bản xe tay đua cực đẹp ở bên đại lý của nhà em nhé. Và ba bản xe này giá chỉ ở mức tầm trung thôi. Bác nào mà đang quan tâm đến ba cái mẫu xe này thì nhất định hãy ở lại xem hết video cùng em, bởi vì em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết và báo giá từng bản xe một. Bác nào mà đang có nhu cầu muốn mua xe này hoặc là muốn được tư vấn kỹ hơn về xe thì các bác cứ gọi ngay vào cái số hotline em để ở trên góc màn hình. Số hotline đó của nhà em có Zalo. Bên nhà em sẽ có đội ngũ nhân viên tư vấn cho các bác một cách nhiệt tình nhất, một cách nhanh chóng nhất, giúp các bác có thể dễ dàng chọn được ra cho mình những cái bản xe có cái size số phù hợp với chiều cao của mình nhé. Và chọn được ra cho mình những cái bản xe có cái màu sắc mình yêu thích nhất. Và bản xe đầu tiên em giới thiệu đến các bác này là một bản xe đến từ thương hiệu Fascino. Bản này thì mang tên là Fascino 868 nha các bác nhé. Bản này thì giá chưa đến 7 triệu đâu, thế nhưng mà đã sử dụng tay đè lắc đây rồi đây. Đó, đã sử dụng tay đè lắc đây rồi, của Shimano Tuoney nha các bác nhé. Rất là xịn sò luôn rồi. Và cấu hình thì sẽ như sau này. Khung sườn được làm hoàn toàn từ hợp kim nhôm không múi hàn. Dây được đi âm ở trong khung thì rất là gọn gàng và tinh tế rồi. Pô tăng ghi đông thì cũng được làm từ nhôm đấy các bác ơi. Đó, và quấn cho bác một cái lớp dây da vô cùng là chắc tay nha các bác nhé. Đó, và như em vừa giới thiệu thì bộ đề của nó thì đến từ Shimano Tuoney đây rồi. Và tiếp theo này, cái sơn này thì được sơn cho bác 3 lớp sơn tĩnh điện để đảm bảo cái độ đẹp, độ bền cũng như là độ bóng của sơn. Và bộ chuyển động của bản này thì sẽ bao gồm này, 2 tầng đĩa ở phía đằng trước, 7 tầng líp ở phía đằng sau đây, các bác có thể nhìn thấy đây. Đó, 7 tầng líp ở phía đằng sau nhé. Bộ chuyển đĩa này, chuyển líp này. Và bộ đè số thì đến từ Shimano Tuoney rồi. Bộ chuyển động thì rất là ổn định rồi. Và tiếp theo, phanh này, phanh của bạn này là phanh đĩa cơ các bác ơi. Phanh đĩa cơ thì là một bản phanh rất là đẹp, rất là thẩm mỹ và có độ chính xác thì cũng rất là cao luôn rồi. Phuộc của nó là phuộc đơ, được làm hoàn toàn từ hợp kim thép và đến từ thương hiệu Fascino nhé các bác nhé. Về phần cọc yên thì là cọc yên dạng tròn, có trang bị khóa chỉnh yên nhanh đây rồi. Đấy. Với khóa chỉnh yên nhanh này thì các bác có thể là dễ dàng chỉnh yên lên xuống cao thấp theo đúng cái độ cao mà các bác mong muốn một cách dễ dàng nhất. Yên được bọc cho các bác một lớp mút da nhé, một lớp mút da. Có cái đệm yên thì cũng tương đối là êm ái rồi. Đó, và còn thiết kế cho các bác một cái lỗ thoáng khí ở giữa như này. Đó, khi đi xe thì sẽ rất là thoải mái luôn rồi ạ. Và bản này thì giá của nó chỉ có 6.850.000 thôi các bác ơi. 6.850.000, chưa đến 7 triệu nhá. Thế nhưng mà đã rất là đẹp, rất là xịn sò rồi. Bản này thì nó có size là size 48 nhá các bác ơi. Size là size 48. Phù hợp với tất cả những cái bác có chiều cao từ 1m58 trở lên đi đã rất là ok rồi đó. Và bản xe tiếp theo em giới thiệu đến các bác thì là một bản xe mang tên là Line Super 33. Bản này giá của nó là 6.200.000 nhá các bác nhá. Giá là 6.200.000. Và bản này thì sẽ có cái cấu hình như sau này. Đó, khung sườn đây thì được làm hoàn toàn từ hợp kim nhôm. Và bản này thì có mối hàn là mối hàn vẩy cá nhưng cũng rất là đẹp, rất là thẩm mỹ rồi ạ. Pô tăng ghi đông thì được làm từ nhôm. Và bộ đề số của Shimano đây các bác ơi. Trang bị cho bác hai phanh phụ ở phía bên trong như thế này. Đó, giúp các bác sẽ đi được ở nhiều chế độ hơn này. Đó, bộ đề của nó là đề kéo nhé. Bộ đề kéo thì cũng rất là dễ sử dụng thôi. Và bản này thì phanh là phanh bóc vành. Phanh bóc vành là một bản phanh có độ chính xác và rất là cao và vô cùng là bền bỉ rồi. Khi các bác sử dụng lâu ngày nó có bị hư hao một chút thì việc thay thế vô cùng là đơn giản luôn. Và trang bị cho bác trục tháo nhanh đây. Trục tháo nhanh ở bánh đằng trước và cả bánh đằng sau. Nó lan hoa trước sau thì là dạng tròn đây. Và được sơn cho bác những cái lớp sơn tĩnh điện. Đó, rất là đẹp rồi. Và lan hoa trước sau thì có trang bị phản quang cho bác, để khi các bác đi trời tối thì sẽ rất là an toàn luôn. Tiếp theo, bộ chủ động thì bao gồm là 3 tầng đĩa ở phía đằng trước này, 7 tầng líp ở phía đằng sau. Bộ chuyển đĩa, chuyển líp đến từ Shimano đây các bác ơi. Đó, Shimano Tuoney TZ đây rồi. Đó, các bác có thể nhìn thấy.
đùi đĩa thì được làm từ nhôm, đến từ Pearl Wheel, và có trang bị chắn đĩa nhé, có trang bị chắn đĩa bằng nhựa cho bác, cực kỳ là ok luôn. Đùm là đùm nhôm, bi bạc đạn, xe có cái độ trốn cực kỳ là cao này. Vành nhôm 2 lớp, lốp mình mang thông số là 700 nhân 23C nhé. Với cái bản xe này có cái bản lốp chuẩn của xe đạp đua luôn. Với cái bản lốp này khi các bạn đi đường thì sẽ cực kỳ là lướt luôn rồi. Đó, đạt được cái tốc độ rất là ok. Cọc yên thì có cọc yên dạng tròn đây, và có trang bị cho bác một cái phản quang ở đằng sau yên là rất là an toàn rồi. Có trang bị khóa chỉnh yên nhanh, đó, giúp các bác dễ dàng chỉnh yên lên xuống cao thấp theo đúng cái độ cao mà các bác mong muốn một cách dễ dàng nhất. Bản này thì yên thì được thiết kế thì dáng cực kỳ là đẹp nhé các bác nhé. Và bản xe này thì bên nhà em hiện tại đang còn hai màu cho bác lựa chọn này. Màu em đang giới thiệu đến các bác đây là màu xanh đen nhé, và có màu trắng nâu nữa. Đó, màu nào cũng rất là đẹp, và đang có hai size là size 46 và size 48 ạ. Và bản xe tiếp theo em giới thiệu đến các bác thì là một bản xe đến từ thương hiệu Line. Bản này thì mang tên là Line Salad nha các bác nhé. Bản này em xin lỗi nhé, bản này thì mang tên là Line RX50. Đây các bác có thể nhìn đây, Line RX50 nha các bác nhé. Bản này thì giá của nó là 5,3 triệu. Đó, rất là đẹp luôn. Bản này thì cấu hình sẽ như sau này. Khung sườn thì được làm hoàn toàn từ hợp kim nhôm không mối hàn. Đó, dây thì được đi âm ở trong khung thì rất là gọn gàng và tinh tế rồi. Sơn được sơn cho bác 3 lớp sơn tĩnh điện để đảm bảo cái độ đẹp, độ bền cũng như là độ bóng của sơn. Bản này thì cái pô tăng ghi đông thì cũng được làm từ nhôm đây. Bộ đè là bộ đè kéo đến từ Shimano đây rồi các bác ơi. Đó. Và trang bị cho bác này một chiếc chuông này, phản quang ở đằng trước này. Hai, và trang bị cho bác hai phanh phụ ở phía bên trong như này, giúp các bác sẽ đi được ở nhiều chế độ hơn nhé. Và tiếp theo về cái phần phuộc này, phuộc là phuộc đơ nhé, được làm hoàn toàn từ hợp kim thép các bác ạ. Phanh của nó là phanh đĩa cơ đây rồi, phanh đĩa cơ rất là đẹp, rất là an toàn rồi. Lan hoa trước sau thì đều trang bị phản quang cho bác. Và bản này thì bộ chuyển động của nó thì sẽ bao gồm hai tầng đĩa ở phía đằng trước này. Đó, đây em sẽ đi vào di chuyển ở cái phía bên trong này để quay cho bác nhìn được rõ hơn nhé. Hai tầng đĩa ở phía đằng trước đây, và 7 tầng líp ở phía đằng sau. Đó, bộ chuyển đĩa này, chuyển líp này đến từ Shimano Tourney TZ đây rồi. Đó, những bộ chuyển động đến từ Shimano ấy thì là những bộ chuyển động cực kỳ là bền bỉ này. Khi các bác đi xe thì rất là nhẹ nhàng, rất là mượt mà rồi. Thế nên là đây là một bộ chuyển động rất là ổn định, rất là nổi tiếng. Nên các bác cứ hết sức là yên tâm cho em nhé. Bản này thì đùm thì cũng là đùm nhôm đây, bì bạc đạn. Đó, vành nhôm 2 lớp đến từ thương hiệu Line. Lốp bản này thì mang thông số là 700 nhân với lại 25C nha các bác nhé. Với cái bản lốp này thì khi các bác đi thì sẽ đạt được cái tốc độ thì cũng rất là ok rồi. Đó, và thiết kế cho bác cái những cái vân lốp để chống trơn trượt cực kỳ là an toàn luôn. Bản này thì hiện tại bên em đang có size là size M nhé. Size M thì tương đương với size 48, phù hợp với tất cả những bác có chiều cao từ 1m58 đấy cho đến 1m7 nhá, đi đều rất là đẹp rồi. Và khi mà mua xe ở bên đại lý xe đạp thể thao Quang Lâm thì các bác sẽ nhận được rất nhiều phụ kiện kèm theo xe, như là gọng bình này, bình nước này, đèn hậu này, đèn tích hợp còi, một đôi chắn bùn trước sau và một bộ lục lăng, giúp bác có thể là dễ dàng tháo lắp xe tại nhà. Được miễn phí ship giao hàng về đến tận nhà. Khi hàng về đến nhà thì các bác được phép mở hàng ra kiểm tra hàng thoải mái giúp em nhé. Kiểm tra đúng màu sắc, đúng mẫu mã, đúng theo những gì nhà em đã quảng cáo, đã giới thiệu thì khi ấy các bác mới cần phải nhận xe và thanh toán tiền giúp em ạ. Đã quá là uy tín chưa ạ? Và tiếp theo là bên nhà em sẽ có chế độ bảo hành như công ty. Lỗi do nhà sản xuất, bên nhà em sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Thế nên là các bác cứ hết sức yên tâm ạ. Và video của em ngày hôm nay thì em xin được kết thúc tại đây. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác vào video ngày mai. Chào tất cả các bác ạ.